Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với các bạn cách làm sao thiết kế được một cái bìa sách đẹp và ấn tượng chỉ trong vòng một phút thôi. Thì các bạn có tin không, nếu các bạn không rành về Photoshop, không biết về xử lý đồ họa, thì các bạn vẫn có thể làm được những cuốn sách đẹp như thế này, những cái bìa sách ấn tượng và đẹp như thế này. Chưa đầy một phút thôi các bạn. Thì cách làm như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái website giúp cho các bạn tạo những cái bìa sách đẹp như vậy hoàn toàn miễn phí. Và cái template bìa sách của nó có rất là nhiều sách đẹp được thiết kế từ những nhà thiết kế nổi tiếng của Mỹ ha, và hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Thì cách thực hiện như thế nào? Thì mình xin giới thiệu với các bạn, đó là trang web, các bạn gõ địa chỉ là bostermyworld.com ha, các bạn có thể gõ nè. Còn không thì các bạn xem cái đường dẫn mình có để dưới comment của video á, các bạn có thể xem. Thì đây là trang web giúp cho các bạn dễ tạo những cái bìa sách hoặc là cái poster á, cực kỳ nhanh. Chỉ trong vòng một phút, chưa đầy một phút rồi các bạn có cuốn sách tuyệt vời rồi. Về kho thư viện của nó thì các bạn không cần quan tâm ha, bởi vì nó luôn cập nhật những mẫu mới từ những nhà thiết kế nổi tiếng đẹp của Mỹ, của nước ngoài, của tất cả, của nhiều nước khác nữa. Thì các bạn thấy không, những cuốn sách này nè, để thiết kế thì đòi hỏi các bạn phải có ý tưởng thiết kế rất là hay, rất là nhiều, thì các bạn mới thể làm những cuốn sách đẹp như vậy. Thì cách thực hiện như thế nào? Các bạn vô website, đầu tiên các bạn vô website này ha, các bạn chọn cho mình lúc này Read a Design nè. Nếu các bạn không biết tiếng Anh thì cũng không có gì khó, các bạn cứ theo những cái hướng dẫn của mình là các bạn làm được thôi. Đó, các bạn vô đây. Ở đây các bạn tạo một trang mới, tức là không theo một template nào hết. Nhưng mình khuyên các bạn nên chọn một cái template mẫu đi, để các bạn mới làm thì chọn cái có sẵn thì mình sửa lại dễ hơn ha. Đó, các bạn kéo xuống nè. Chắc tới đây các bạn thấy thích lắm đúng không? Đây là cái mẫu này, là lúc nãy mình có giới thiệu cho các bạn nè, mình tạo ra từ đó nè. Đó, các bạn xuất ra hình ảnh rất đẹp ha. Đó, các bạn thấy không? Hình ảnh rất đẹp. Các bạn thấy không? Template rất là phong phú ha. Nó được cập nhật thường xuyên á, các bạn cứ yên tâm, các bạn vô đây các bạn chọn template là sau này là không đụng hàng, và các bạn thừa hưởng được những ý tưởng thiết kế từ nước ngoài. Quá hay ha các bạn. Thì bây giờ mình demo với các bạn một cái mẫu nào để mình chọn một cái mẫu nào đó. Ở đây chúng ta có thể tìm cái tên đó nè, Giáng sinh hay là cái gì đó. Đây chúng ta có thể tìm kiếm theo cái dạng là poster hoặc là banner hoặc là business card nữa nè, card visit nữa nè. Cái này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài khác ha. Các bạn có thể tìm theo kích thước nè, kích thước thiết kế A4, A1, A2, A3 vậy nè, hoặc là làm ra dạng Facebook share vậy đó, rồi những hình ảnh share trên Facebook, những hình ảnh bìa của YouTube nữa nè, hay không ạ? YouTube thumbnail nữa nè, rất hay. Từ mình sẽ hướng dẫn với các bạn những phần đó hết. Ở đây ví dụ như mình chọn cái Giáng sinh ha, tại vì mình cũng sắp tới Giáng sinh rồi. Đây các bạn chọn vô một cái thì trong đây nó liệt kê ra hàng ngàn cái mẫu bìa sách về Giáng sinh nè, đó. Mình ta hỗ trợ. Ví dụ như các bạn làm poster hoặc là cái thiệp mời Giáng sinh sắp tới thì các bạn có thể tận dụng cái này ha. Đó, quá đẹp, tuyệt vời. Thì mình kiếm một cái mẫu nào đó đơn giản, mình demo cho các bạn ha. Các bạn kéo xuống để mình tìm cái mẫu nào đó ấn tượng mà đơn giản thôi. Mình kiếm cái mẫu, dùng cái mẫu này đi. Thì các bạn bấm vô cái mẫu đó để cho nó load cái template đó về để mình chỉnh sửa đó. Cũng không lâu đâu, các bạn đợi tí thì nó sẽ vào thôi. Đây là cái mẫu của mình nè. Mình chọn là customize ha. Các bạn chọn customize template. Các bạn tiếp tục đợi tí ha. Đó. Nó đang load cái template đó về nè. Nhanh lắm. Đó, mình có là cũng sắc đẹp quá. Đây. Thì ở phần chỉnh sửa này các bạn có thể chỉnh sửa nội dung, tag
và thay đổi hình ảnh một cách dễ dàng ha. Đó, các bạn có thể nhập đây. Các bạn có thể thay đổi nội dung được ha. Các bạn thấy không? Đó, các bạn có thể kéo ra nè, hình dụ như nó cái chữ này nó nhỏ quá, mình kéo này đó, các bạn thấy không, mình kéo vô được nè, hay không? À, mình mới thổi nội dung đó. Bạn có thể chọn cái này ha, các bạn có thể xoay nè, đó, muốn xoay rồi xoay. Còn cái này là kéo ra kéo vô. Đó là bên phải này, các bạn có thể chỉnh về kích thước rồi chọn một chữ. Thế chọn một này, mình chọn lại màu này thử đi. Đó, nó đổi màu rồi đó, hay không? Cái này là chỉnh chữ nằm trên nằm dưới. Shadow nữa nè. Đó, có mức độ cho chữ nữa nè. Đó, các bạn muốn chỉnh thì các bạn chỉnh. Đó, ví dụ vậy. Hình ảnh nè. Ví dụ như mình không thích hình này không, mình thay hình khác cũng được nha. Các bạn lưu vào, các bạn search hình gì đó, các bạn thay vô. Chưa đầy một phút là các bạn sẽ có một cái thiệp mới tuyệt vời. Mình kiếm một cái hình nào đó mà mẫu các bạn xem ha. Ví dụ như mình thay hình này đi. Còn hình này nó không cho đau rồi, hình này. Cái hình này nó không cho vào ta. Đó, được nè, bạn lưu về và các bạn mở qua đây lại ha. Thì bây giờ mình thay thử cái hình này ha. Bạn chọn cái hình này, chọn replay may nè, nó cho mình replay may nè. Các bạn có thể lấy hình từ Facebook hoặc là từ máy các bạn ha. Chọn máy các bạn, chọn upload photo. Mình chọn cái hình này thử ha. Chọn này đang upload nè các bạn. Các bạn đợi tí nó sẽ thay cho các bạn. Nên mình crop cái hình cho nó vừa với kích thước của cái thiệp á. Nó đang load này các bạn. Nó sẽ có cái hình của nó đã xây này. Đó, các bạn thấy không? Lớn ra tí cho đẹp. Đó. Quá hay ha. Chữ này nè. Các bạn có thể đổi cái gì đó các bạn đổi. Sai. Chính giữa đó, các bạn cầm các bạn kéo đi đâu các bạn kéo. Những cái hình này cũng đổi được nha các bạn. Tất cả những cái thành phần nhỏ nhỏ của nó đều đổi được hết á. Các bạn thấy không? Chọn cái hình khác thử ha. Các bạn thấy không? Lần này rất thích ha, đơn giản nhanh chóng, không có gì là phức tạp hết. Đổi hình khác vô đây đó. Nhỏ đúng không, kéo ra bự thôi, có gì đâu. Đó, bằng rồi đó, đẹp chưa? Rồi, xong rồi thì làm sao? Xong rồi thì nó có nhiều phần khác lắm nè. Ví dụ như đây clip art nè. Clip art là nó sẽ có một số cái hình. Nó đang sạch á. Mình sạch.
cho mình sạch đúng không? Sạch thử là nó có không ha. Cái này nó làm những cái dạng như là hình ảnh trong thư viện của nó có sẵn á, bạn có thể sạch trên này bạn lấy về mình xài nhiều lắm. Chọn cái hình này đó, ông già Noel chẳng hạn, cái clip art đó, ông già Noel vô rồi nè. À, cho ông già Noel vô đây. À, được không? À, nhiều lắm ha các bạn. Bạn muốn thêm test thì đã bấm vô đây, thêm test thì thôi. Photo là thêm tràn hình vô. Ví dụ như trong cái mẫu của nó là chỉ có 3 hình đúng không? Bạn muốn thêm hình gì đó, chọn ở đây. Add my photo này, nó ra như cái nãy đó, up lên. Up lên đóng hình khác các bạn thêm vô từ từ đó. Chứ không nhất thiết là chỉ đưa được 3 hình thôi nha các bạn, muốn đưa bao nhiêu hình cũng được. Tiếp theo mình làm gì? Thì xong rồi mình xuất ra thôi chứ mình làm gì nữa. Quá đẹp rồi đúng không? Khi các bạn ưng ý là các bạn xuất ra thôi. Xuất ra chọn download nè. Ở đây nó có phiên bản mua thì nó sẽ không có cái tag bản quyền của nó, cái chữ logo bản quyền á. Còn không thì mình download cái này đi, là chút mình chỉ với các bạn xóa bản quyền. Download về. Tắt cái này đi, nó cần mình like Facebook nó đó. Một cần thiết. Rồi, mình thử phải không? Đây. À, cái thiệp của mình. Thiệp của mình đã xong rồi nè. Các bạn thấy không? Rất đẹp ha. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút đúng không? Các bạn thiết kế ra quá nhanh ha. Thì đây là cái hình các bạn đã xuất về ha. Thì các bạn để ý như nãy mình nói, nó sẽ có một cái dòng chữ logo của nó nè. Thì xóa cái này như thế nào? Các bạn đơn giản thôi, các bạn mở Photoshop lên. Đây, các bạn chọn cái hình nó vô ha. Nó có cái bản quyền này, nếu mà bạn không mua nó có cái chữ gì đây nè. Có hai cách. Cách thứ nhất là nếu các bạn muốn nhanh thì các bạn dùng công cụ crop này nè, Photoshop nè. Các bạn cắt cái này đi là một cách ha. Cắt để enter một cái thì nó sẽ mất ha, là một cách. Undo lại. Cách thứ hai á là các bạn dùng cái cách này. Cách này tức là các bạn sẽ chọn công cụ này. Các bạn quét nhưng chọn bên này. Bạn chọn edit copy. Rồi. Edit pass không nhầm rồi edit pass rồi ha. Chọn edit copy xong edit pass xong rồi các bạn đang là chọn layer 1 ha, các bạn nhấn Ctrl T ha các bạn. Các bạn chọn nó chọn ha, các bạn nhấn shift, các bạn kéo cái này qua bên trái. À, các bạn thấy không? Kéo qua nó lại nè. Mục đích là nó copy cái vùng chọn của cái background đó, nó lưu vào đây. Nhấn Ctrl T lần nữa, các bạn kéo cái này full ra. Rồi. Rồi xong, nó mất rồi đó. Các bạn thấy không? Cái này thì mình giữ luôn kích thước của cái thiệp, mình không có crop cái thiệp. À, nếu mà background của phần này với phần này giống nhau đó, thì nó sẽ không thấy luôn. Tại hiện tại mình chưa xử lý nên các bạn thấy nó hơi khác nhau nè ha. Nếu các bạn bỏ chút thời gian mà xử lý đó, thì cái thiệp của các bạn sẽ hoàn toàn không có bản quyền gì hết. Đó là cái cách mình gỡ bỏ cái logo watermark của nó ra ha. Thì các bạn đã nắm cách tạo thiệp như nào ha. Tạo thiệp rồi chỉnh sửa hình ảnh chữ nghĩa trên này, rồi xuất ra cái hình thiệp, xong rồi bỏ chữ như nào ha. Các bạn nhớ là tiếp theo mình xin hướng dẫn với các bạn một cái trang web, một cái phần mềm chứ không phải là web, gọi là phần mềm mới đúng. Phần mềm giúp cho các bạn có thể tạo ra cái dạng bìa sách
3D á, tức là các bạn thiết kế là các bạn muốn mô phỏng cái này vô cuốn sách hoặc là cái bìa dạng 3D thì mình xem như thế nào. Để các bạn xem ha. Phần mềm đó là Ecover Engineer ha các bạn. Các bạn có thể lên Google các bạn search ha, Ecover Engineer này. Thì đây là một dạng cái bìa đĩa, mình sẽ có thể thay đổi nội dung của cái này để cho mình xem trước nó ra như nào. Các bạn chọn cái hình cái bìa đĩa hoặc là bìa sách ha, còn cái này mặt phía sau nè, chọn đó. Chọn mặt trong của cái đĩa nè, sẽ cho các bạn thấy luôn đó, hay không? Các bạn có thể xoay 3D ha, các bạn xoay xuất ra kiểu nào đó các bạn thích. Tức là bạn gửi cái mẫu này đi để cho khách hàng duyệt, hoặc là bạn lưu lại cái thiết kế này dạng 3D này, bạn thấy không? Mình có thể xoay nè, để là mình xuất ra cho các bạn xem ha. Chọn file ha, save image đó, giờ mình save lại hình thôi, chọn định dạng hình đây nè, bitmap cũng được, lưu lại JPEG hoặc là PNG đều được nha các bạn, save lại rồi. Đây cái hình của mình nè, các bạn thấy không? Nếu các bạn tự thiết kế dạng này thì khá lâu, các bạn mất thời gian lắm. Lấy cái phần mềm này thì các bạn chỉ mất có 1 phút các bạn tạo ra cái dạng này. Thì cái này là dạng đĩa thôi ha, mình đang nói bìa đúng không? Thì để mình cho các bạn xem ha, phần mềm này cũng có thể làm được cái những cái gì. Đây các bạn thấy, cũng là phần mềm đó thôi nha các bạn. Thì các bạn để ý nè, ở dưới đây các bạn có thể chọn cái mẫu khác ha, kích thước nó sẽ có cái dạng bìa sách, cái này là đang là bìa hộp đúng không? Để mình chọn cái bìa sách hay cái gì đó, cái cũng dạng hộp, hộp 3D nè, nó có mấy mặt á, magazine đây, của mình có magazine đây, dạng này cũng là bìa hộp, đây của mình đang sử dụng là dạng này ha các bạn, magazine đó, các bạn thấy không? Cái mặt này là các bạn có thể add vô cái file thiết kế các bạn vừa làm nãy giờ, thì nó sẽ cho các bạn dạng 3D của cái mang cái tạp chí này nè, các bạn xuất ra đây. Cái này cuốn sách này các bạn thấy không, nó có đóng, nó có gáy nữa nè, bìa sách đó. Các bạn có thể đưa cái hình của các bạn nãy giờ làm vô đây sẽ ra dạng cuốn sách mẫu nè, người xem nhìn vô là biết được nó đây là bìa của cuốn sách liền, hay lắm các bạn. Phần mềm này miễn phí cho các bạn, lên mạng này nó dạng đĩa này, lên mạng download về nó xài thôi đó, hay không? Đĩa này, hộp này, nó đủ thứ hết á, dạng dán, dạng giấy này là dán vô cái vỏ chai á, chai nước ngọt hay là chai nước suối, đây cũng là dạng hộp đựng đĩa. Các bạn chỉ chọn bên đây nè, chọn hình bên đây thay thế vô cái mặt của nó tương ứng với nó là được thôi. Cái này cũng là một dạng băng à, cái dạng này là dạng băng video hồi xưa mình hay xem á, đầu đầu băng á. Này chắc giờ cũng không ai xài nữa à, cũng có, tức là những phim đám cưới này nọ chắc họ cũng sử dụng băng này à, cũng là một dạng cuốn sách. Chọn gì đó, chọn đổi màu gáy. Đây dạng đĩa này, cái dạng này nhiều rồi, các bạn thấy nhiều á. Nè, các bạn có thể chỉnh mở ra mở vô hộp đĩa luôn nè, hay không? Đó, mở ra mở vô để xuất ra cái hình nó nằm ở vị trí nào và nó mở ra bao nhiêu độ lớn của cái đĩa, nó mở ra bao nhiêu góc bao nhiêu á. Đó, đổi gáy màu sắc của gáy luôn. Tha hồ cho các bạn dập phá. Đó.
không đổi gì đâu đổi. Các bạn thấy hay không? Đó, thì trên đây mình đã hướng dẫn với các bạn cách tạo ra cái thiệp, cái bìa sách, cái thiệp như thế này trong vòng chưa tới một phút đúng không các bạn? Các bạn chỉ vô đó, các bạn chọn chọn một cái template đẹp, bạn ưng ý, xong các bạn vô các bạn sửa lại chữ, nghĩa, hình ảnh, đưa thêm cái hình ông già Noel hoặc là hình khác, clip art á, các bạn nhớ chọn clip art ha. Thư viện này nó cập nhật thường xuyên, các bạn nhớ chọn. Xong muốn xóa hình ảnh, xóa logo, bản quyền vô Photoshop, dùng phù phép sau đó xóa nó đi. Rồi xong, xuất cái file này đi, gửi đi. Còn nếu không muốn làm dạng 3D đẹp ấn tượng thì dùng cái hồi nãy mình đã hướng dẫn Engineer Book á, các bạn add vô, add cái hình này vô cái mẫu của nó, xong các bạn xuất ra cái file hình nữa, tức là các bạn gửi vừa hình này vừa cái hình mô phỏng 3D dạng của tạp chí á, thì chắc chắn thiết kế của bạn sẽ ấn tượng ha. Mà các bạn không làm gì hết, hoàn toàn là sử dụng những công cụ có sẵn hết rồi, vừa nhanh mà vừa thừa hưởng được những ý tưởng của những người đi trước nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn từ đầu đến giờ của mình. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc là muốn hỏi mình điều gì á, các bạn comment dưới video ha. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình nhé, để nhận được nhiều video mới và hấp dẫn từ nhiều chủ đề khác nữa, mình sẽ cập nhật thường xuyên. Cảm ơn các bạn ha. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn.